Ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp chờ đợi hoàng tử đến. Cái gì? Không đời nào! Tại sao con gái chúng ta cứ phải chờ hoàng tử? Bí mật của tôi là Citrine, với hương nước hoa nồng nàn quyến rũ, cho bạn sức hấp dẫn khó cưỡng để chinh phục người mình thích.